Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích, ta lại hỏi ông tùy ý ông đáp, ý ông thế nào? Trong châu thiện bộ được bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh, được bao nhiêu người chứng quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, được bao nhiêu người phát tâm chánh định, đạt đến độc giác bồ đề, được bao nhiêu người phát tâm chánh định, đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn, trong châu thiện bộ có chừng ít người thành tựu đối với chứng tịnh của Phật, thành tựu đối với chứng tịnh của Pháp, thành tựu đối với chứng tịnh của Tăng, lại càng ít người chứng quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, ít người phát tâm chánh định đạt đến độc giác bồ đề, và càng ít người phát tâm chánh định đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, trong châu thiện bộ rất ít người thành tựu đối với chứng tịnh của Phật, thành tựu đối với chứng tịnh của Pháp, thành tựu đối với chứng tịnh của Tăng, lại càng ít người chứng quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, ít người phát tâm chánh định đạt đến độc giác bồ đề, và càng ít người phát tâm chánh định đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Càng ít người phát tâm rồi siêng năng tu học đạt tới hạnh bồ đề, càng ít người siêng năng tu học hạnh bồ đề đối với bát nhã ba la mật đa này thâm tâm tín thọ, càng ít người thâm tâm tín thọ rồi tu hành bát nhã ba la mật đa, càng ít người đã tu hành rồi tuần tự an trụ vào địa vị bất thối chuyển, càng ít người hơn trụ bậc này rồi mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát nào đã được an trụ vào địa vị bất thối chuyển, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mới có thể thân tâm cung kính tín thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cũng có thể tùy thuận giảng thuyết cho người khác và đem các tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thanh tịnh vô ngại xem khắp mười phương vô biên thế giới, tuy có vô lượng vô số hữu tình phát tâm bồ đề tu bồ tát hạnh, nhưng do xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, xa lìa phương tiện thiện xảo, nếu có một hoặc hai hoặc ba hữu tình được trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển thì phần nhiều cũng bị rơi vào địa vị thành phần độc giác, ý hạnh thấp hèn ở bậc hạ liệt. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật công đức vô biên rất khó chứng được, ác tuệ giải đãi, tinh tấn hạ liệt, thắng giải hạ liệt, hữu tình cũng hạ liệt, không thể chứng được. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào phát tâm bồ đề, tu bồ tát hạnh, muốn trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bị trở ngại, thì nên đối với bát nhã ba la mật đa này, thường nên lắng nghe thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, ưa thỉnh hỏi pháp sư, vui vẻ nói cho người khác, lại thường biên chép trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này suy nghĩ, thuở xưa Như Lai trụ bậc Bồ Tát thường siêng năng tu học nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa như thế, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ngày nay chúng ta cũng nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, vì đó là đại sư của ta, ta theo đó tu học sở nguyện sẽ viên mãn. Này Kiều Thi Ca, nếu Phật trụ ở đời hoặc sau khi nhập Niết Bàn, thì các đại Bồ Tát nên y vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này siêng năng tu học. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, hoặc là biên chép trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên đó được bao nhiêu phước. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được phước đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toán số thí dụ cũng tính không được. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với các đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi,
thế nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, rồi dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, do nhân duyên ấy được phước nhiều không? Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, như vậy đầy cả một châu thiệm bộ, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi tam thiên, đại thiên, đều đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bổ hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại, giả sử tất cả hữu tình trong châu thiệm bộ này, hoặc tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình cõi tiểu thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi trung thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi tam thiên đại thiên, đều đối với Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, hoặc đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, rồi đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào? Các loại hữu tình trong châu thiệm bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi đại thiên, do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bổ hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái,
ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại. Giả sử các loại hữu tình trong châu thiệm vụ này, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả châu thiệm bộ, hoặc bốn đại châu, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này, vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả cõi tiểu thiên hoặc cõi trung thiên, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả cõi trung thiên hoặc cõi tam thiên đại thiên, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, những người này đều đầy trong cõi đại thiên, đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp hoặc hơn một kiếp, tất cả đều ở nơi bảo tháp cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào? Các loại hữu tình trong châu thiệm bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi đại thiên, do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu, chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng vô biên. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch Thiện Thệ đúng vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, thì nên biết đó là ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen trí nhất thiết trí của chư Phật. Bạch Thế Tôn, hãy gác việc này lại. Nếu các hữu tình khắp tam thiên đại thiên thế giới vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, nên đều đối với các Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, dùng bảy báu quý giá xây bảo tháp. Giả sử tất cả hữu tình đều như hàng hà sa số khắp mười phương thế giới, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được làm người. Mỗi người đối với Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, những người này đầy như hằng hà sa số khắp mười phương thế giới của chư Phật, đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp hoặc hơn một kiếp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các hữu tình do nhân duyên này đạt được phước đức nhiều vô lượng, nhưng vẫn còn có dư. Bởi vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đối với Bát Nhã Ba La Mật đa nghĩa lý sâu xa, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng,
vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh bạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toán số thí dụ cũng không thể tính đếm được. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, được phước đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toán số thí dụ cũng không thể tính đếm được. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng sanh trí nhất thiết trí của Như Lai. Tất cả trí nhất thiết trí của Như Lai có khả năng sanh ra xá lợi của chư Phật. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể đối với bát nhã ba la mật đa ý nghĩa sâu xa này đem tâm thanh tịnh, cung kính, tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì công đức các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này so với người trước đã xây dựng bảo tháp và phước cúng dường gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến hơn cả cực số lần. Bấy giờ trong chúng có bốn vạn thiên tử đồng thưa với trời Đế Thích: thưa đại tiền, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nên phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác, và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu ai có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác, và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì làm cho tất cả ác pháp tồn giảm, thiện pháp tăng trưởng. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: ông nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác, và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu Atula và những người bạo ác suy nghĩ chúng ta nên cùng với trời 33 giao chiến, lúc ấy dòng họ chư thiên các ông nên mỗi người trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Atula và những người bạo ác sanh ác tâm liền tiêu diệt. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua của tất cả chú, rất tôn quý thủ thắng, rất cao thượng vi diệu, có thể diệt trừ được tất cả, nhưng không bị tất cả diệt trừ. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng diệt được tất cả pháp ác bất thiện, và có khả năng viên mãn tất cả thiện pháp thủ thắng. Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, chư Phật đều nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, truyền pháp luân vi diệu độ thoát chúng hữu tình. Ta đây cũng nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa này, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thuyết pháp vô thượng cho chư thiên và loài người. Này Kiều Thi Ca, nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa, thế gian có các chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Này Kiều Thi Ca, tóm lại,
tám muôn bốn ngàn thiện pháp uẩn đều nương vào đại phương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa hiện ở thế gian. Này Kiều Thi Ca, nhất thiết Phật trí, tự nhiên khởi trí, bất tư nghỉ trí, đều nương vào đại phương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa hiện ở thế gian. Này Kiều Thi Ca, nương vào đại phương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Nương vào Bồ Tát, thế gian giác chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên, các Phật pháp khác đều được hiện ra. Nếu trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác không ra đời, thì chỉ có Bồ Tát do trước đã nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thế lực bình đẳng, thành tựu phương tiện thiện xảo thủ thắng, thường xót thế gian, và các hữu tình nên lập bày xây dựng ra giác trì tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Này Kiều Thi Ca, ví như ban đêm nhờ trăng tròn ánh sáng soi đến các ngôi sao, tinh tú, cây thuốc, vân vân, tùy thế lực mỗi thứ đều được tăng trưởng. Như vậy thì Như Lai ứng chánh đẳng giác trước đã diệt độ, chánh pháp ẩn mất, sau Phật chưa ra đời, thế gian có nhiều pháp hành diệu hạnh, tất cả đều nương Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát có nhiều phương tiện thiện xảo, đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể thành tựu được. Vì vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa là cội gốc của các thiện pháp thủ thắng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì sẽ thành tựu công đức thù thắng lợi ích hiện tại vị lai, thế gian và xuất thế gian. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này thành tựu công đức thù thắng lợi ích hiện tại vị lai, thế gian và xuất thế gian? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đời hiện tại không bị tất cả thuốc độc, yếm rùa, chú thuật làm tổn hại, không bị lửa đốt, nước trôi, các dao gậy cũng không thể hại được, cho đến không bị 404 bệnh làm chết yểu, chỉ trừ định nghiệp dị thục đời trước nên đời hiện tại phải chịu. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, họ gặp quan sự, giặc cướp bức bách, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu đến chỗ ấy thì nhất định không bị những người kia khiển phạt ra hại, muốn tìm điều xấu đều không thể được. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thế lực oai thần của pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên khiến như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào muốn đến các chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, nếu trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nhất định sẽ được quốc vương vân vân vui mừng hỏi han, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đã chứng Bát Nhã Ba La Mật Đa nên thường đối với các hữu tình phát sanh các việc từ bi, nhờ nhân duyên này nên dù ở nơi đồng vắng hiểm nạn cũng không bị người chẳng phải người vân vân, những kẻ xấu ác làm hại được. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sẽ được nhiều thứ công đức thù thắng lợi ích hiện tại như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tùy theo sanh ở chỗ nào cũng thường không xa lìa các thiện pháp thù thắng, chẳng bị đọa vào ác thú, làm lợi ích cho hữu tình, tuần tự có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sẽ được thành tựu nhiều thứ công đức thù thắng lợi ích đời vị lai như vậy. Bấy giờ có nhiều phạm trí ngoại đạo đi đến chỗ Phật để tìm lỗi Phật. Khi ấy trời Đế Thích thấy rồi suy nghĩ: Này, có nhiều phạm trí ngoại đạo đi đến pháp hội này để tìm lỗi xấu của Phật, có phải là việc trở ngại Bát Nhã không? Ta nên tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã được lãnh thọ nơi Phật, làm cho bọn ngoại đạo kia thối lui. Nghĩ rồi liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lúc đó từ xa có nhiều phạm trí ngoại đạo tỏ lòng kính lễ Đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi thối lui. Khi ấy Xá Lợi Tử thấy rồi suy nghĩ: Vì lý do gì mấy người kia vừa đến lại bỏ đi? Phật biết tâm niệm đó, bảo Xá Lợi Tử:
Này Xá Lợi Tử, các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của ta, nhưng do trời đế thích tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa nên làm cho họ thối lui. Này Xá Lợi Tử, ta xem các ngoại đạo này không thấy có chút bạch pháp nào, chỉ ôm lòng ác, vì muốn tìm lỗi của ta nên đi đến chỗ ta. Này Xá Lợi Tử, ta xem khắp thế gian, không thấy có các thiên ma ngoại đạo vân vân và các loài hữu tình, khi thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, ôm lòng ác đến tìm lỗi xấu do oai lực Bát Nhã, nên không ai làm hại được. Lúc ấy ác ma suy nghĩ, hôm nay ở chỗ Phật có bốn chúng vây quanh, trời, cõi dục, cõi sắc đều đến nhóm họp giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đây chắc chắn sẽ có các đại Bồ Tát đích thân đến trước Phật, được thọ ký Bồ Đề và đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, làm cho thế giới của ta bị trống trải. Ta nên đi đến chỗ kia phá hoại đôi mắt của họ. Nghĩ như vậy rồi, hóa làm bốn đội quân oai hùng mạnh mẽ đi đến chỗ Phật. Khi ấy trời đế thích thấy rồi suy nghĩ, đây chắc chắn là do bọn ác ma làm ra, chúng muốn đến quấy nhiễu Phật và làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì bốn bộ quân như vậy, trang bị rất đẹp đẽ, kỳ lạ, quân của triều đình đều không thể sánh kịp, nhất định đây là do ác ma hóa ra để rình tìm lỗi của Phật, phá hoại các hữu tình đang tu tập ở đó. Ta nên tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã lãnh thọ nơi Phật, làm cho các ác ma kia lui về. Trời đế thích suy nghĩ rồi, liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lúc đó, các ác ma đều từ từ bỏ về. Đây là do oai lực của đại phương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xua đuổi họ. Khi ấy có vô lượng trời 33 cùng bay lên hư không, hóa ra hoa thiền diệu âm, giả lên Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, cúi xin Ngài đem Bát Nhã Ba La Mật Đa này đến loài người châu thiện bộ an trụ lâu dài, cho đến đem Bát Nhã Ba La Mật Đa truyền bá rộng rãi khắp loài người châu thiện bộ, nên biết ở thế giới này Phật Pháp tăng bảo, thường không hoại diệt, làm cho thế gian được lợi ích an vui thù thắng. Khi đó chư thiên mỗi vị đều hóa ra hoa thiên diệu âm giả lên Đức Phật rồi tuần tự bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các hữu tình nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không bị tất cả ác ma và quyến thuộc của họ rình tìm lỗi xấu. Khi ấy trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các hữu tình nào chỉ nghe danh tự công đức Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên biết các loại hữu tình như vậy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, phát nguyện rộng lớn với chư Phật chứa nhiều căn lành, mới thành được việc này, chẳng phải tạo căn lành nhỏ mà có được. Vốn là có thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nên biết công đức và trí tuệ của các loài hữu tính như vậy không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì muốn cầu trí nhất thiết trí của chư Phật, nên ở trong nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu, cũng như hữu tình muốn tìm ngọc báu lớn phải dùng phương tiện siêng năng tìm trong biển lớn. Như vậy những ai muốn cầu trí nhất thiết trí nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chư Phật chứng được trí nhất thiết trí đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Vì vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp căn bản tối thắng của chư Phật. Bấy giờ khánh hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì lý do nào Ngài không khen bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba La Mật Đa và các công đức khác mà chỉ khen Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này khánh hỷ, bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể cùng với năm Ba La Mật Đa trước và các công đức khác làm tôn trì dẫn đầu, nên ta khen ngợi. Lại nữa, này khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì có thể gọi là tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách chân chánh không? Khánh hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thể có, cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã mới được gọi là tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách chân chánh. Phật dạy, này khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã thì sự tu như vậy được gọi là bố thí vân vân Ba La Mật Đa không? Khánh hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được, cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã thì sự tu như vậy mới được gọi là bố thí vân vân Ba La Mật Đa. Phật dạy, này khánh hỷ, ý ông thế nào?
Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu căn lành, thì căn lành như vậy có được hoàn toàn không? Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, không được. Cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu căn lành, thì căn lành như vậy mới được hoàn toàn. Phật dạy: Này Khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu địa bát nhã ba la mật đa thì có thể hồi hướng trí nhất thiết trí một cách chân chánh không? Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, không được. Cần phải có bát nhã ba la mật đa mới hồi hướng trí nhất thiết trí một cách chân chánh được. Phật dạy: Này Khánh hỷ, ý ông thế nào? Oai thần công đức bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể nghĩ bàn không? Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, không thể có. Oai thần công đức bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể nghĩ bàn, các căn lành khác đều không thể sánh kịp. Phật dạy: Này Khánh hỷ, do nhân duyên này ta nói bát nhã ba la mật đa có thể cùng với năm ba la mật đa trước và các công đức khác làm tôn trì dẫn đầu, có thể làm cho năm ba la mật đa trước và các công đức khác được hoàn toàn viên mãn, nên tạc ngợi khen. Nếu khen bát nhã ba la mật đa thì cũng khen năm ba la mật đa trước và các công đức khác. Bấy giờ Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác? Phật dạy: Này Khánh hỷ, đem không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Cụ thọ Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đem không hai nào làm phương tiện, vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Phật dạy: Này Khánh hỷ, đem sắc cho đến thức không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Vì pháp sắc vân vân tánh đều không, tánh không sắc vân vân cùng bố thí đều không hai. Khánh hỷ nên biết, do bát nhã ba la mật đa sâu xa mới có thể hồi hướng trí nhất thiết trí, do hồi hướng trí nhất thiết trí nên bố thí vân vân được vô biên công đức hoàn toàn viên mãn. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa cùng bố thí vân vân tất cả các công đức làm tôn trì dẫn đầu. Khánh hỷ nên biết, ví như khoảng đất trống đem hạt giống rải trong đó, nhờ các duyên hòa hợp được sanh trưởng, nên biết khoảng đất trống là chỗ nương dựa có thể làm cho hạt giống được sanh trưởng. Như vậy bát nhã ba la mật đa và sự hồi hướng trí nhất thiết trí làm chỗ nương dựa có thể làm cho bố thí vân vân tất cả các công đức được sanh trưởng, nên nói bát nhã ba la mật đa và bố thí vân vân tất cả công đức là tôn trì dẫn đầu. Vì vậy ta khen ngợi nhiều về bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải các công đức khác. Nếu khen ngợi bát nhã tức là khen ngợi các pháp. Hết quyển thứ 540.